xong chưa? Đây, đây. Đi thôi. Trời, em quên cái mắt. Đợi một tí. Đây, 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 đây. Ui, em quên này, quên tay. Em quên nêu len. Rồi, 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 rồi. Vợ ơi, đi ăn cưới mà người ta sinh mấy lứa rồi sao em vẫn chưa make up xong mà sao? Thôi đi, em xinh đẹp cho anh nhưng còn cho ai nữa mà anh cứ cằn nhằn thế nhở? Mà cái tủ lạnh này hãng gì ấy nhở? Panasonic Prime Plus, em hỏi 10 lần rồi đấy. Nhìn trông soi gương cũng đẹp đi. Người ta mua cái chức năng này này, Prime Fresh chuẩn âm 3 độ C, nấu ăn không cần rã đông chứ liên quan gì đến chuyện em make up. Nhưng mà em thấy tủ lạnh nhà mình thiết kế 3 cánh, sang chảnh, xịn sò, mặt gương thì sáng bóng. Em đeo len, kẻ mắt, đánh son ở đây ấy, mà không cần phải vào nhà vệ sinh nữa luôn. Ngày nào em chả đứng đây ở soi gương, anh chẳng để ý em gì cả. Nhìn soi gương anh thấy đẹp trai hơn đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.